Đường nha ngang đây. Đi một đoạn đây. Vòng qua đường Trần Văn Dầu kia mới được. Qua đường Trần Văn Dầu đi ở tiếp. Không có nỗi yên ngang qua phải phong qua nhờ Trần Văn Dầu. Đường Lê Ngưng, Lê Ngung. Đường hình như không quê hết. Rồi, đây là khu Nghĩa Địa. Khu Nghĩa Địa đây. Đó, nhà biệt thự. Khu này đi buổi tối chắc sợ lắm này. Vắng vẻ. Này đường Tân Tạo chọn đấy. Thế rồi.